Dạ vâng. Hôm nay thì em lên cho các bác đây là một cái cặp loa L7X theo nhu cầu của mấy bác khách đã đến bảo là em lên cho anh một cái đôi L7X và test nhạc cho anh nghe thử. Đây thì hôm nay em quay và em quay toàn bộ bên ngoài, nội thất cũng như là kích thước thứ thông số kỹ thuật. Sau đó sẽ mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhá. Đấy. Về hình thức thì đây em mời các bác nhìn luôn nhá. Đấy, hàng bãi như này các bác nhìn này. Đấy. Quá là đẳng cấp các bạn đúng không ạ? Đây. Các bác thấy sướng chưa? Đấy. Em phải nói luôn đây là hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi nhá, không nhiều bác lại tưởng là hàng mới đấy. Đây là hàng bãi các bác nhá. L7X này. Công suất là 70W một loa nhá. Trở kháng là 4 ohm. Đấy. Cầu thì nó dạng cầu kẹp nhá. Về các bác chịu khó vệ sinh thêm nhá. Đây em mới lau qua thôi. Đấy. Đây em lau qua này. Đấy, mà nó đã được như thế này rồi, các bác thấy sướng chưa? Đấy. Em thật các bác về được những con hàng như này mà về nó cảm thấy nó yêu đời lắm các bác. Nhìn nó thấy thích rồi. Đấy. Em quay lên cho các bác này, em ngồi em thích lắm, nhìn nó sướng. Ngồi ngắm nó cũng thấy sướng. Con này thì là bát màng carbon các bác nhá, màng carbon kiểu dạng bát lõm này. Và gân thì là gân xếp nhá, gân xếp này. Và cái thông hơi đây quý vị này. Đấy, nó đặt phía dưới này. Đấy. Nó giống như con đời cao, kiểu dạng đời 9 cái thứ đời cao rất là cao nhá. Thiết kế thông hơi này. Giúp cho cái tiếng bát nó sâu hơn, chắc hơn và nghe nó sướng lắm. Nghe tiếng bát của con này nó chắc lịch luôn quý vị ạ, nghe nó chắc, sướng, ngọt. Em đang nghe bản nhạc Xuân mà cho thêm tí remix vào đấy. Bản nhạc Xuân có remix ấy, nghe nó tiếng nó thích lắm. Nó tanh tách nghe nó lẩy sướng. Đây trước còn lại đây các bác nhá. Đây trước này. Đấy. Các cái này. Có vẻ dùng các cái dẻo vệ sinh qua tí. Đấy. Quá là đẳng cấp luôn đúng không ạ? Tép của bọn này thì là dòng chép đom rồi. Đấy, có bác thì gọi đây là cái loại tép múi khế. Có bác thì lại gọi là tép tên lửa đấy. Nhưng mà em thì em cứ gọi là con chép đom nhá. Thiết kế rất là đẹp quý vị ạ, rất là đẹp thiết kế này. Em rất cách kiểu rất thích cái kiểu cách thiết kế như của dòng này L7X này, nó đẹp. Cặp này thì về căng đầy đủ cho các bác nhá. Căng kiếp đầy đủ luôn đây hai trước. Đây các bác nhá, căng hai trước nhá. Đấy. Đây là căng nhá. Đấy, em để sang bên. Giá cặp này báo giá luôn nhá. Vâng, cặp này nhá. Riêng này cho bác là nhìn tay luôn ngay cho em này. 1.450.000 cho bác là nhìn tay luôn ngay trong ngày hôm nay. Nhá. 1.450.000. Vâng. Các bác liên hệ cho em qua số điện thoại là 0966 594 581 để cọc hàng nhé. Hoặc là số điện thoại 0979 891 682 nhé. Đấy, một trong hai số các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em để cọc hàng nhé. Để dính ngay cái cặp L7X này về ăn Tết cho em nhé. Quá chất luôn. Những cặp như này bác nào mà có những cái gọi là kệ gỗ ấy. Cái kiểu có cái kệ gỗ ấy. Nhìn đặt lên nó sang lắm các bạn. Đấy. Hay là bác làm mà có những cái bàn mà nó gần những con smartphone hay là chung cư ấy. Đấy, có những cái kiểu mà bàn lấp lửng ấy, xong các bác đặt lên cái bàn màu trắng ấy, nhìn nó nổi lắm các bạn, nhìn đẹp. Nó phối đồ đẹp. Cho nên xin mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhé.
mãi nghe nó hay quá mà quên là đang quay video cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy thế nào ạ? Cái chất âm của nó là quá tuyệt vời nhá. Đấy, bác nào mà thích kiểu nghe nó hay nữa thì đeo cái tai nghe vào nghe nó gọi là sống động hơn nữa nhá. Đấy. Thì địa chỉ của bên em ở 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội các bác nhá. Đấy là cái địa chỉ của bên em. Đấy. Bác nào ở gần Hà Nội này thì có thể qua trực tiếp. Đấy. Nhưng mà bây giờ dịch thì cũng hạn chế đi lại các bạn. Đấy, em quay cũng rất là kỹ rồi. Mọi ngóc ngách gọi là chi tiết có nhà thì em nói luôn. Đấy, và quay nhà thì các bác có khác gì mua tại cửa hàng đâu đúng không ạ? Đấy, chất âm nghe rồi, mắt cũng nhìn rồi. Đấy. Giá thì quá hợp lý rồi, đúng không ạ? Có 1.450.000 là các bác có ngay một cặp loa và nó quá chất lượng như thế này rồi. Đấy. Dạ vâng. Thì em xin phép được kết thúc video tại đây. Đấy. Các bác xem thì nhớ cho em xin một nút đăng ký kênh. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh. Và bạn nào chưa ấn vào quả chuông thông báo thì nhớ vào chuông thông báo nhá, để nhận được những video mà có những sản phẩm mà tốt nhất và hay nhất để các bác không bỏ lỡ. Đấy. Các bác nhớ ấn chia sẻ và like kênh nhá. Vâng, em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo em nhé.